Mọi người làm gác xép ấy thì phải biết đến cái gỗ CHỊU nước đen này nhé. Cái gỗ CHỊU nước đen này ấy là nó phủ keo đâm ra là nó rất là chắc và cái bề mặt thì nó rất là bóng như này nhé. Mọi người xem này, bề mặt rất là bóng mịn này. Đấy, và hai nữa là nó CHỊU nước này và độ cứng chắc rất là tốt này. Đấy, mọi người lên ứng dụng vào những cái gác xép nhé.